Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng bản tin 16 giờ, được phát sóng hàng ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Một số tin tức trong tỉnh sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay. Ngày 26 tháng 12, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp tham dự có các đồng chí nguyễn bích ngọc ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bế minh đức tỉnh ủy viên phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lãnh đạo một số sở ngành Phiên họp cho ý kiến đối với tờ trình về việc ban hành nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Cao Bằng năm 2024 và nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội có tính chất đặc thù tỉnh Cao Bằng năm 2024. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh, việc giao biên chế công chức năm 2024 là 2.036 biên chế, giảm 21 biên chế so với năm 2023. Trong đó, các sở ban ngành, 1.122 biên chế, giảm 2 biên chế so với năm 2023. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, 908 biên chế, giảm 19 biên chế so với năm 2023 biên chế thu hồi sau sắp nhập đơn vị hành chính 6 biên chế, giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024 14.335 biên chế, trong đó giảm 295 biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước, bổ sung 66 biên chế giáo viên hưởng lương từ ngân sách nhà nước cho năm học 2023-2024. Biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước 15.453 biên chế, biên chế hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp 882 biên chế, giao biên chế các hội có tính chất đặc thù năm 2024 76 biên chế, trong đó các hội đặc thù cấp tỉnh 63 biên chế, cấp huyện 11 biên chế. Phiên họp cũng tiến hành thảo luận nội dung xin ý kiến giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2023 từ nguồn ngân sách tỉnh cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ với tổng số tiền trên 81 tỷ đồng thông qua báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 15, 16 chuyên đề và kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 và chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Triệu Đình Lê cơ bản nhất trí với các tờ trình, nội dung xin ý kiến tại phiên họp về việc bổ sung kinh phí chi thường xuyên cho các đơn vị, đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn nghiên cứu bổ sung thêm kinh phí cho ba đơn vị cấp huyện thực hiện sắp nhập đơn vị hành chính, các đơn vị huyện còn lại giữ nguyên như tờ trình. Đánh giá cao công tác chuẩn bị, sự tham gia đóng góp tích cực, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan ban ngành tại kỳ họp 16, 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh được tổ chức vừa qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Triệu Đình Lê đề nghị các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh cần chủ động sớm hơn nữa các nội dung trình, hạn chế việc điều chỉnh các danh mục nghị quyết, nội dung trình cần được nâng cao chất lượng có chiều sâu và đảm bảo tính bao quát, tính toàn diện, tính tổng thể các ban hội đồng nhân dân cần phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan soạn thảo dự thảo nghị quyết. Đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh cần đầu tư thời gian nghiên cứu các quy định pháp luật, văn bản và thực tiễn để tham gia ý kiến sâu, có tầm tư duy cao hơn trong hoạt động chất vấn tại kỳ họp thường trực hội đồng nhân dân tỉnh, tiếp tục cải tiến cách thức điều hành đổi mới, sáng tạo và hiệu quả. Phát triển hệ thống an sinh xã hội bao trùm toàn diện là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024 diễn ra sáng nay ngày 26 tháng 12. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng, có đồng chí trịnh trường huy tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành đơn vị liên quan năm qua, bằng việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phục hồi và phát triển thị trường lao động đã mang lại những kết quả tích cực, giúp các khu công nghiệp, khu chế xuất, các vùng kinh tế trọng điểm cơ bản duy trì được lực lượng lao động ổn định. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%, ước đạt trên 2,2 triệu người. Số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khoảng 155.000 người, đạt mức cao nhất từ trước đến nay các chính sách chương trình giảm nghèo được thực hiện khá toàn diện, đời sống của người nghèo từng bước được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo. Ước tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2023 còn khoảng 2,9%, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn khoảng 17,8%. Các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, giảm nghèo, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được thực hiện đầy đủ kịp thời với phương châm đoàn kết kỳ cương đổi mới phát triển năm 2024, toàn ngành lao động thương binh và xã hội quyết tâm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ với 6 quan điểm trọng tâm trong chỉ đạo điều hành và 14 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, trong đó tập trung vào việc phát triển thị trường lao động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội, phát triển an sinh xã hội theo hướng bao trùm toàn diện. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà đề nghị ngành lao động thương binh và xã hội tiếp tục hoàn thiện thể chế xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật về lao động người có công và xã hội đảm bảo hiệu quả hiệu lực góp phần hoàn thiện thể chế chung đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước tập trung triển khai tốt các chính sách ổn định thị trường lao động tạo công an việc làm đảm bảo an ninh trật tự an ninh con người an sinh và an dân phát triển thị trường lao động đầy đủ hiện đại vận hành linh hoạt đảm bảo đồng bộ liên thông đa tầng đa ngành đa lĩnh vực đa vùng và hội nhập quốc tế kết nối và điều tiết hiệu quả cung cầu lao động khuyến khích tạo việc làm trong cả khu vực công và khu vực tư khuyến khích người lao động tìm kiếm việc làm và chuyển đổi việc làm phù hợp với năng lực và sở trường có giải pháp để vận động người lao động gắn bó và tham gia bảo hiểm xã hội tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện chuyển đổi số toàn diện lĩnh vực lao động người có công và xã hội đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ của bộ ngành tiếp tục hoàn thiện phát triển hệ thống an sinh xã hội bao trùm toàn diện đa dạng và nâng cao khả năng tiếp cận của các nhóm đối tượng nhất là đối tượng yếu thế và người dân tộc thiểu số xây dựng môi trường sống an toàn thân thiện bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện Chiều qua ngày 25 tháng 12 năm 2023, Hội đồng đánh giá phân loại sản phẩm ô cốp huyện Thạch An đã tổ chức hội nghị đánh giá phân loại các sản phẩm ô cốp cấp huyện năm 2023. Tham dự hội nghị có đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường. Đợt thẩm định đánh giá này huyện Thạch An có 3 sản phẩm gồm thịt trâu gác bếp vi thảo phút, nụ hoa vối sấy khô vi thảo, bánh nướng huy hoàng. Sau khi thẩm định và đánh giá qua bộ tiêu chí ô cốp theo quy định 148 của Thủ tướng Chính phủ, các thành viên hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp huyện Thạch An đánh giá chấm điểm các sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm ô cốp hạng 3 sao. Tiếp theo sau đây, như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành công điện số 1403 về việc tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả điều hành tăng trưởng tín dụng phục vụ tăng trưởng kinh tế. Trong đó yêu cầu ngân hàng nhà nước tập trung điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, dứt khoát không để phát sinh cơ chế xin cho, lợi ích nhóm trong việc tăng trưởng tín dụng, đồng thời bảo đảm cung cấp đủ vốn tín dụng lành mạnh có trọng tâm trọng điểm phục vụ nền kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Như vậy, lãnh đạo chính phủ đã liên tục ra các văn bản đốc thúc ngành ngân hàng sau khi tín dụng tăng trưởng khá ị ạch nửa đầu năm. Sau những chỉ đạo quyết liệt, tính đến ngày 20 tháng 12, tín dụng đã tăng 10,85%, mặc dù vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng đã có sự gia tăng đáng kể so với tháng trước. Chỉ trong 20 ngày của tháng 12 đã tăng 1,7%, tương đương khoảng hơn 200.000 tỷ đồng được bơm ra nền kinh tế. Trong bối cảnh tín dụng tăng khó, mỗi ngân hàng lại lựa chọn hướng đi riêng. Nhiều ngân hàng đã đưa ra các sản phẩm đo ni đóng giày theo từng phân khúc trọng tâm. Tùy thuộc là doanh nghiệp vừa và nhỏ, xuất khẩu hay hộ kinh doanh cá nhân đều có những chính sách hỗ trợ khác nhau. Các số liệu cho thấy chỉ trong vòng 2 tháng cuối năm, tín dụng đã bứt tốc khá mạnh, đặc biệt sau khi ngân hàng nhà nước quyết định nới hạn mức tín dụng cho các ngân hàng thương mại đã đạt trên 80% chỉ tiêu, điều này đã giúp các ngân hàng chủ động hơn trong việc đẩy tín dụng. Ngoài ra cuối năm nhu cầu vốn thường tăng cao hơn. Trong công điện, Thủ tướng cũng yêu cầu ngân hàng nhà nước tăng cường thanh kiểm tra giám sát chặt chẽ việc sử dụng hạn mức tín dụng, bảo đảm dòng vốn tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên. Các động lực tăng trưởng của nền kinh tế như tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư Do đó, nhiều ý kiến cho rằng việc điều hành công cụ room tín dụng cần linh hoạt hơn. Thị trường lao động tiếp tục được phục hồi. Đây là nhận định chung về kết quả công tác năm 2023 của ngành lao động thương binh và xã hội diễn ra sáng nay. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Trong năm 2023, Bộ Lao động Thương binh Xã hội chỉ đạo hướng dẫn các địa phương tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030, triển khai nghị quyết số 06NQCP ngày 10 tháng 1 năm 2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập quốc tế và các giải pháp chương trình đề án về lao động việc làm việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phục hồi và phát triển thị trường lao động đã mang lại những kết quả tích cực, giúp các khu công nghiệp, khu chế xuất, các vùng kinh tế trọng điểm cơ bản duy trì được lực lượng lao động ổn định, tình trạng hàng trăm nghìn lao động bị buộc nghỉ giãn việc, thôi việc, mất việc ở các doanh nghiệp diễn ra từ quý tư năm 2022 đã giảm nhiệt trong các tháng cuối năm 2023. Các chỉ số về lực lượng lao động, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lao động qua đào tạo, lao động có việc làm, thu nhập của người lao động cơ bản ổn định. Ước thực hiện năm 2023, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 27 đến 27,5%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị khoảng 2,76% đạt mục tiêu. Các giải pháp ổn định và phát triển thị trường lao động ngoài nước được đẩy mạnh, công tác tuyển chọn đào tạo và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được quản lý chặt chẽ hơn ước thực hiện cả năm số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khoảng 155.000 người, đạt 129% so với kế hoạch năm, tăng 8,55% so với năm 2022, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Việt Nam là một trong 16 nước có tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi cao nhất thế giới. Cả nước có khoảng 2,5 triệu trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, trung bình cứ 5 trẻ dưới 5 tuổi thì có một trẻ bị suy dinh dưỡng thấp còi. Đây là hệ lụy rất khó lường bởi suy dinh dưỡng thấp còi ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất và trí não sau này của trẻ. Thế nhưng, không phải phụ huynh nào cũng biết chăm sóc trẻ đúng cách, dẫn đến thiếu hụt các dưỡng chất cần thiết, nhất là trong những giai đoạn đầu đời. Tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 100 trẻ đến khám dinh dưỡng, trong đó tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi chiếm đến 40%. Theo các chuyên gia, yếu tố đầu tiên quyết định chiều cao của trẻ là di truyền chiếm khoảng 23%, nhưng dinh dưỡng lại chiếm đến 32% trong quá trình phát triển của trẻ. Do vậy, để thu hẹp khoảng cách chiều cao người Việt, phụ huynh cần chú trọng đến dinh dưỡng, đặc biệt là trong giai đoạn 1.000 ngày đầu đời. Để trẻ lớn lên khỏe mạnh, phát triển toàn diện, phụ huynh không chỉ quan tâm đến cân nặng mà còn phải quan tâm đến chiều cao, vì chiều cao chỉ có từng giai đoạn để phát triển, nếu bỏ qua sẽ không thể lấy lại được, do đó cần bổ sung các vi chất dinh dưỡng cần thiết để cải thiện tầm vóc cho trẻ. Phụ nữ di cư là nhóm đối tượng được đánh giá là dễ bị tổn thương và còn gặp khó khăn trong tiếp cận với các chính sách an sinh xã hội. Theo nghiên cứu được Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam công bố vào tháng 10 năm 2023, Việt Nam có số lượng người di cư quốc tế lớn thứ hai trong khu vực Đông Nam Á. Phụ nữ tham gia lực lượng lao động làm kinh tế và gửi tiền về khi đi làm ăn xa đã và đang làm thay đổi nhận thức về vai trò giới và phụ nữ di cư. Tuy nhiên, đây là nhóm đối tượng được đánh giá là dễ bị tổn thương và còn gặp khó khăn trong tiếp cận với các chính sách an sinh xã hội như chính sách về việc làm hay bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2020, lao động di cư phi chính thức chiếm khoảng 70% lực lượng lao động tại các thành phố lớn và các khu công nghiệp, việc tiếp cận các chính sách an sinh vẫn còn hạn chế, đặc biệt là lao động nữ. Với nhóm lao động nữ di cư, Phó vụ trưởng vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết cần hơn nữa các chương trình hỗ trợ đào tạo nghề giúp người lao động có được việc làm với mức thu nhập ổn định, điều này giúp người lao động được tiếp cận các chính sách an sinh đặc biệt là khi đau ốm, về già. Để đáp ứng những dịch vụ an sinh xã hội thiết yếu và bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ di cư, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đưa nhóm lao động này vào đối tượng điều chỉnh của một số đạo luật như Bộ luật Lao động Luật bình đẳng giới, luật bảo hiểm xã hội, luật việc làm để giúp cho phụ nữ di cư được tiếp cận với các chính sách an sinh xã hội. Tin quốc tế, thời tiết cực đoan đã khiến cho nhiều địa phương đối phó vất vả, nhưng nhiều nơi cũng tận dụng cơ hội để phát triển ngành du lịch mùa băng tuyết. Trung Quốc vừa đón đợt giá lạnh kéo dài kỷ lục tại nhiều tỉnh thành, nhiều tỉnh thành phía Nam chưa từng ở nhiệt độ có thể đóng băng thì đợt này cũng chứng kiến tuyết rơi khiến nhiều hoạt động sản xuất sinh hoạt bị đảo lộn. Tại thành phố Bắc Kinh, theo trạm quan trắc ghi nhận từ ngày 11 tháng 12 đến ngày 24 tháng 12 có hơn 300 giờ có nhiệt độ dưới mức đóng băng, có đến 9 ngày liên tiếp nhiệt độ âm hơn 10 độ C. Trong tháng này Bắc Kinh ghi nhận kỷ lục về số giờ có nhiệt độ dưới 0 độ C kéo dài nhất kể từ năm 1951. Thượng Hải ghi nhận tháng 12 lạnh nhất 40 năm. Bắc Kinh tháng 12 cũng ghi nhận kỷ lục lạnh kéo dài nhất hơn 70 năm. Thời tiết cực đoan đã khiến cho nhiều địa phương đối phó vất vả, nhưng nhiều nơi cũng tận dụng cơ hội để phát triển ngành du lịch mùa băng tuyết. Bản tin 16 giờ chiều nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.